Hiện nay anh chị và em Tuấn đang có mặt tại khu vực trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, nút giao ngay giữa trục đường Nguyễn Hữu Cảnh và trục đường Đại Nộ Nguyễn Ái Quốc, hay còn gọi là đường 25C. Đây là con đường có nội giới là 47m và trục Đại Nộ Lê Hồng Phong kết nối với trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, và song song với trục Lê Hồng Phong là trục Đại Nộ Nguyễn Ái Quốc. Đó, có nội giới từ 80 đến 120m, đang được thi công rất là khẩn trương để kịp kết nối vào sân bay Long Thành. Hướng ở vị trí anh chị và em Tuấn đang đứng là chỉ cách sân bay Long Thành khoảng 10 phút di chuyển thôi. Đây là bảng thông tin công trình đây. Bảng thông tin công trình. Đó. Đoạn 2 từ đường số 9 đến đoạn Hương Lộ 19 hoặc thuộc dự án đường 25C giai đoạn 1, từ Hương Lộ 19 đến đoạn đường 39 thuộc huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tức là đoạn này là đoạn đầu kết nối với lại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, và đoạn sau sẽ kết nối với lại khu vực đường Hương Lộ 19 là đoạn Hùng Vương, kết nối với xã Vĩnh Thanh của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, nút giao với lại vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng đang quá trình triển khai làm mặt bằng kết nối với lại trục chính kết nối với sân bay Long Thành. Đây, đoạn này đang thi công mặt bằng này. Đó. Rất là nhiều máy móc, xe cơ giới được di chuyển về đây để làm mặt bằng. Và vị trí này chỉ cách về sân bay Long Thành khoảng 10 phút thôi. Đoạn đường rất là rộng. Hướng này thì chúng ta sẽ về khu vực xã Vĩnh Thanh. Và hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về khu vực trung tâm huyện. Chỉ cách trung tâm huyện khoảng 2 phút di chuyển là chúng ta đã về trung tâm huyện rồi. Đó, đường trục chính kết nối với sân bay Long Thành, nút giao với vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai sẽ đi vào hoạt động và hoàn thành vào 30 tháng 4 năm sau. Và khu vực này sẽ hoàn thành vào ngày 29 tháng 12 năm 2025. Chỉ còn khoảng 1 năm nữa thôi thì đoạn trục chính kết nối với sân bay Long Thành và nút giao giữa vành đai 3 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây là con đường rút ngắn kết nối và giảm tải cho khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây đi qua huyện Nhân Trạch, và khu vực này sẽ được hưởng lợi đầu tiên giữa kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhân Trạch và sân bay Long Thành. Đó. Anh chị cũng có thể thấy là xe cộ đi lại rất là đông, kết nối với khu công nghiệp nữa. Rồi, anh chị và em Tuấn cùng bay lên cao để cảm nhận rõ nhất về tiến độ thi công của đường 25C, hay còn gọi là đường Nguyễn Ái Quốc. Trước mắt quý anh chị đó là khu vực đang thi công đoạn đường 25C nối dài trực tiếp từ đường Nguyễn Hữu Cảnh, kết nối trực tiếp ra khu vực nút giao giữa vành đai 3 và khu vực đường DT19, hay còn gọi là đường Hùng Vương, thuộc xã Vĩnh Thanh và huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trước sự đẩy mạnh tiến độ thi công của tuyến đường 25C và đoạn sân bay Long Thành, các công trình hạ tầng phục vụ sẽ được thúc đẩy để quá trình hoàn thành, cụ thể là nút giao giữa nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây và nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành, dự án đường 39, cùng với đó để kết nối vào trực tiếp sân bay Long Thành được thuận lợi hơn giữa thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch và sân bay Long Thành. Thì trước mắt quý anh chị đó là tiến độ thi công của tuyến đường 25C nối dài trực tiếp ra khu vực nút giao vành đai 3 đang được thi công, và đền bù cũng vẫn còn nhiều hộ dân chưa được giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Thì anh chị có thể thấy là cứ một đoạn lại thấy là làm đường, và một đoạn lại thấy là công tác giải phóng mặt bằng cũng giải tỏa khoảng được từ 70 đến 80% rồi, chỉ còn một vài lác đác một vài hộ dân chưa được di chuyển đi nơi khác. Hiện nay đường 25C hay còn gọi đường Nguyễn Ái Quốc chỉ còn một đoạn cuối cùng là đoạn từ xã Long Thọ, hay còn gọi là đường Hương Lộ 19,
kết nối với sân bay Long Thành vào tuyến T1 có chiều dài là 3 km, cũng đang quá trình giải phóng mặt bằng và đền bù trong cuối năm nay và đầu năm sau thì gần như là chắc chắn đến 90% sẽ được triển khai và đi vào khởi công vào đầu năm sau. Đây cũng là thông tin rất là tốt cho huyện Nhân Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, cũng là nút thắt cuối cùng kết nối vào sân bay Long Thành thông qua tuyến đường 25C hay còn gọi là đường Nguyễn Ái Quốc. Đây là thông tin chắc chắn, dạ, gần như là chắc chắn đến 90-99%. Dạ. Thì khu vực này thì tiềm năng không xa, thì giá trị và đất sẽ bùng nổ như các quận như quận 2, quận 9 của thành phố Thủ Đức. Các tuyến đường thủy với tuyến đường hàng không thông qua huyện Nhân Trạch như là phà Cát Lái thay cho cả cầu Cát Lái và những cái tuyến đường thủy bao quanh huyện Nhân Trạch với sự kỳ vọng để trở thành một cái con đường chủ chốt của tỉnh Đồng Nai, thì đường 25C Nhân Trạch sẽ trực tiếp kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Việc vận chuyển hàng hóa cũng như xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại địa bàn nói riêng và các khu vực Phú Mỹ, Long Thành thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung sẽ trở nên rất là thuận tiện. Để đạt được mục đích này, tỉnh Đồng Nai chủ động bồi thường cho người dân giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh quá trình hoàn thành thi công còn lại của tuyến đường còn lại. Đây cũng là một cái thông tin và tuyến đường rất là quan trọng của huyện Nhân Trạch nói riêng và khu vực tỉnh Đồng Nai nói chung. Đây cũng là trục xương sống giữa đường 25B và đường 25C kết nối trực tiếp sân bay. Hôm nay em Tuấn cập nhật đến quý các bác anh chị. Anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ em Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác anh chị ở những video sau nhé.